tay run luôn rồi, cầm máy còn run luôn. Đến với lễ trao giải cho sự kiện số 214 chung kết vô địch quốc gia 5 điệu nhảy Latin. Vị trí thứ 6 thuộc về đôi vận động viên số đeo 249 Nguyễn Tuấn An và Hoàng Phương Anh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Vị trí số 5 thuộc về đôi vận động viên số đeo 251 Hoàng Gia Bảo, Hoàng Gia Linh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Vị trí số 4 thuộc về đôi vận động viên số đeo 59 Lưu Hoài Nam, Nguyễn Trọng Nhã Uyên, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Huy chương đồng thuộc về đôi vận động viên số đeo 248 Nguyễn Nam Anh, Lê Anh Phương, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Huy chương bạc. Xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 154 Ngọc An, Lê Tố Uyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai. Và huy chương vàng, xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 153 Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương, Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch Đồng Nai. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Đức An, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bà Phan Thùy Linh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Phùng Nguyên Tường Minh, Trưởng phòng Quản lý Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu, lên trao cho các đôi vận động viên đạt thứ hạng cao nhất. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn An Thái, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng lên trao cúp và giấy chứng nhận cho các đôi đạt thứ hạng cao nhất của sự kiện vô địch 5 điệu hạng A Latin. Huy chương vàng xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 154 Ngọc An,
Lê Tố Huyên đến từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Đức An, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời trọng tài quốc tế Nguyễn Chí Anh, trọng tài quốc tế Nguyễn Khánh Thi lên trao giải cho các đôi vận động viên. Đến với lễ trao giải sự kiện số 243 chung kết vô địch quốc gia điệu đơn Samba. Huy chương đồng xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 59 Lưu Hoài Nam, Nguyễn Trọng Nhã Uyên, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Huy chương bạc xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 249 Nguyễn Tuấn An, Hoàng Phương Anh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Và huy chương vàng xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 153 Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai. Xin được trân trọng kính mời bà Phan Thùy Linh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời trọng tài quốc tế Thu Ngân Đức. Xin được trân trọng kính mời trọng tài quốc tế Hoàng Thu Trang lên trao giải cho các đôi vận động viên. Huy chương bạc chúc mừng đôi vận động viên số đeo 251 Hoàng Gia Bảo, Hoàng Gia Linh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Và huy chương vàng xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 59 Lưu Hoài Nam, Nguyễn Trọng Nhã Uyên, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Và xin được trân trọng kính mời ông Phùng Nguyên Từ Minh, trưởng phòng quản lý thể thao Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được trân trọng kính mời trọng tài quốc gia Nguyễn Minh Sơn, ủy viên hội đồng thi đấu thể thao Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời trọng tài quốc gia Hồ Nam Anh lên trao giải cho các đôi vận động viên. Điệu nhảy trai.
Huy chương đồng xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 294 Hoàng Đức Tuấn, Đỗ Phương Nguyên, Trung tâm huấn luyện và thi đấu Đa Bình Dương. Huy chương bạc xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 249 Nguyễn Tuấn An và Hoàng Phương Anh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Và huy chương vàng xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 248 Nguyễn Nam Anh và Lê Anh Phương, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn An Thái, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được trân trọng kính mời trọng tài quốc gia Mohamed Đỗ Duy, xin được mời trọng tài quốc gia Du Thành Phong cùng lên trao giải cho các đôi vận động viên. Số đeo 248 Nguyễn Nam Anh và Lê Anh Phương, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Và huy chương vàng xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 154 Ngọc An và Lê Tố Huyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Đức An, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời trọng tài quốc gia Huỳnh Cao Thế, trọng tài quốc gia Trần Quốc Chiến lên cùng trao giải cho tất cả các vận động viên của chúng ta đạt thứ hạng cao nhất. Thao Thành phố Hồ Chí Minh. Huy chương bạc xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 259 Trần Tuấn Kiệt, Trần Lương Diễm Quỳnh. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Và huy chương vàng xin chúc mừng đôi vận động viên số đeo 146 Nguyễn Phú Vinh, Phan Nguyễn Thục Lam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai. Và xin được trân trọng kính mời bà Phan Thùy Linh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời trọng tài quốc gia Lê Đức Tuấn, trọng tài quốc gia Nguyễn Thanh Trúc cùng lên trao giải cho các đôi vận động viên.
là Phan Thùy Linh và cảm ơn các trọng tài. Xin mời các quý vị và các đại diện đơn vị chúng ta cùng nán lại để chứng kiến lễ trao giải tổng kết thành tích toàn đoàn của các đơn vị tham gia tại giải vô địch quốc gia và cúp khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2023. Vẫn còn lễ trao giải tổng kết cúp nhất nhì ba cho các đơn vị tham gia tại hệ thống giải cúp khiêu vũ thể thao toàn quốc và cờ nhất nhì ba cho các đơn vị tham gia hệ thống giải vô địch quốc gia năm 2023. Xin mời các đơn vị, các quý vị khán giả cùng nán lại để theo dõi lễ trao giải. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã nhận được cúp và cờ hạng 3.
với số điểm 1053 điểm. Và xin mời và được chúc mừng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên với cúp và cờ hạng nhì với tổng số điểm là 1410 điểm. Và cúp và cờ hạng nhất xin chúc mừng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai với số điểm 3926 điểm. Xin mời đại diện của ba đơn vị. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Đức An, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bà Phan Thùy Linh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Phùng Nguyên Từ Minh, Trưởng phòng Quản lý Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu lên trao cúp toàn đoàn cho ba đơn vị, đó là thành tích cao nhất. Với thành tích tổng điểm toàn đoàn tại hệ thống giải cúp cho bộ thể thao quốc gia năm 2023 đã nhận được cúp nhất nhì ba, đứng ở vị trí số 1. Một lần nữa xin chúc mừng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai cúp hạng nhì, xin chúc mừng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Và cúp hạng ba xin chúc mừng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Và 50 chương đồng. Và cờ hạng nhất một lần nữa chúng ta cùng vinh danh Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai với 50 chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Xin được mời đại diện của ba đơn vị nói trên ạ. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Đức An, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bà Phan Thùy Linh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Phùng Nguyên Từ Minh, Trưởng phòng Quản lý Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta cùng lên trao cúp cho các đơn vị. Và ban tổ chức xin được mời đại diện của các đơn vị sau khi nhận cúp và cờ. Cúp đối với thành tích tổng đoàn tại giải cúp khiêu vũ thể thao quốc gia và cờ đối với thành tích tổng sắp huy chương tại giải vô địch khiêu vũ quốc gia và các đôi vận động viên ở đạt các thứ hạng cao ở sự kiện chung kết hạng A năm điệu. Sau khi nhận cúp và cờ thì chúng ta về gặp ban tổ chức để nhận phần thưởng điện tim. Một lần nữa xin mời đại diện của đơn vị Bình Dương chúng ta cùng đến với phần trao cúp và cờ ạ. Xin mời đơn vị Bình Dương. Tiến lên trao cúp và cờ cho tất cả các tổng sắp huy chương ạ. Và ban tổ chức xin được mời các đơn vị sau khi nhận cúp tại thành tích tổng điểm toàn đoàn giải hệ thống giải cúp khiêu vũ thể thao quốc gia và cờ ở thành tích bảng tổng sắp huy chương hệ thống giải vô địch quốc gia và các đôi vận động viên đạt thứ hạng nhất nhì ba ở sự kiện chung kết hạng A năm điệu nhảy ga tinh. Chúng ta về gặp ban tổ chức để ký nhận phần thưởng điện kim. Một lần nữa. Rồi, cả nhà ơi, nhìn lên nè.
Một lần nữa xin được chúc mừng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai với cờ hạng nhất. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội với cờ hạng nhì và Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Dương với cờ hạng ba. Xin chúc mừng các đơn vị. Xin được trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo, các vị khách quý, tất cả các vận động viên đã ở đây đến giây phút cuối cùng. Xin cảm ơn tất cả các cổ động viên, các khán giả cũng ở đến giây phút cuối cùng để cổ vũ cho các vận động viên của chúng ta.